study few months. Đánh đi. Mùa nắng thì nóng được, thì có cái thứ hai là khi không có điện, mà cái thứ ba nhất là cái nước nôi là chung là không được đều. Bởi nhé, nhiều hôm mà chủ đi vắng thì coi như là không bơm được nước ra cho chúng tôi tắm. Một hôm thì